hạnh phúc, tưng bừng, rộn ràng, xen lẫn xúc động trước sự uy nghi của một kiệt tác nhân loại, Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đã đến Việt Nam. Sự kỳ diệu bắt nguồn từ giấc mơ của vị lạc ma Choba Rinpoche về một mỏ ngọc tại Canada đã mở ra duyên lành trên con đường tìm kiếm và tôn tạo vật báo quý giá của thiên niên kỷ. Với sự khuyến khích của ngài lạc ma Choba Rinpoche, ông Ian Green đã tìm đến vùng đất Canada. Minh chứng cho điềm báo bí ẩn là một tảng ngọc thạch đầy huyền thoại với màu sắc tuyệt xanh, sáng trong rực rỡ, được mệnh danh là niềm kiêu hãnh của Bắc Cực, Bolabrite. Với kích thước và khối lượng có thể nói là bậc nhất từ trước đến nay, được tìm thấy vào năm 2000 tại Canada. Sau khoảng thời gian dài khai thác, khối ngọc nặng 18 tấn đã được vận chuyển từ Vancouver đến Bangkok, Thái Lan vào cuối năm 2006 nhằm tôn tạo pho tượng Ngọc Phật bởi sự phát tâm của ông Ian Green, đã đồng thời thỏa lòng người chủ khối ngọc thạch về ý nguyện tạo nên một kiệt tác để đời cho toàn nhân loại, mang một ý nghĩa tốt đẹp và những thông điệp an lành đến khắp nơi nơi. Chính vì những ý nghĩa cao đẹp đó, ngài Lạc Ma Choba Rinpoche đã đặt tên cho tượng Phật là Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Phật Ngọc được điêu khắc theo mẫu tượng Phật trong bảo tháp Đại Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng của Ấn Độ, bởi đây là hình ảnh quen thuộc của Đức Phật trong lòng Phật tử ở khắp nơi nơi. Việc điêu khắc trải qua khá nhiều công đoạn. Trước tiên là việc thực hiện mô hình bằng đất sét và sợi thủy tinh. Mô hình trải qua 4 lần làm lại sau khi nghiên cứu tỉ mỉ chi tiết mẫu hình tượng Phật của Bồ Đề Đạo Tràng để có thể thực hiện bước tiếp theo khá gian nan. Đó là quá trình xẻ ngọc để tạc tượng. Ngọc thạch được xẻ bằng lưỡi cưa kim cương phải được thực hiện một cách chậm rãi và đầy kiên nhẫn. Sau đó sẽ lại tiếp tục trải qua nhiều quá trình chạm trổ điêu khắc tỉ mỉ, chi tiết, đường nét để đài sen và dáng vẻ của Đức Phật hiện lên một cách hoàn hảo. Công trình điêu khắc Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới được thực hiện bởi công ty điêu khắc ngọc thạch uy tín nhất ở Thái Lan, J. Thong Tờ Huy, cùng sự sát cánh của nhà điêu khắc Úc Châu Jonathan Patrick. Đức Lạc Ma Choba Rinpoche, bên cạnh những người thợ điêu khắc ngọc tay nghề cao của công ty, đã làm việc không ngừng nghỉ suốt thời gian dài, ròng rã hơn 18 tháng. Công trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới mới hoàn tất với chiều cao 3,5m, nặng hơn 4 tấn. Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới được thực hiện đại lễ gia trì để chú nguyện vào tháng 1 năm 2009. Sau đại lễ gia trì, Phật Ngọc bắt đầu du hành vòng quanh thế giới để tạo cơ hội cho hàng vạn người được đến chiêm bái, tiếp nhận lực gia trì từ một kỳ quan của thế giới hiện đại. Sau cuộc du hành này, Phật Ngọc sẽ về an vị nơi Đại Tháp Từ Bi thuộc Bendigo, Úc Đại Lợi. Đại Tháp Từ Bi sẽ là tòa bảo tháp lớn nhất của các nước phương Tây. Đây sẽ là biểu tượng hòa bình, tạo nguồn cảm hứng cho thế giới hàng ngàn năm về sau. Và Việt Nam là quốc gia đầu tiên có được duyên lành cung nghinh chiêm bái Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới, The J Buddha for Universal Peace. Well, we
Trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự đóng góp ủng hộ từ những người dân cũng như Phật tử ở khắp các nơi. Trong đó, sự đóng góp của những kiều bào Việt Nam tại Úc là nhiều nhất. Chính vì vậy, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với họ, chúng tôi đã quyết định chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên của chuyến hành trình. Sự hòa bình đến với mọi người giữa con người và con người, giữa con người và con vật và giữa con người với thiên nhiên. Cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng nhất, chứ chúng ta không nói cái hòa bình riêng cho bản thân cá nhân mình. Và tôi hy vọng cái thông điệp mà Đức Đạt Lama đã nói đó là từ Phật ngọc này cho toàn vũ trụ. Kính thưa quý vị và các bạn, Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đến Việt Nam đầu tiên là một phước duyên rất lớn, như là một quả ngọt từ nhân lành của những tấm lòng Việt, đặc biệt là các kiều bào ở Úc. Chúng tôi xin được tha thiết cảm ơn tất cả quý vị đã dành tình cảm ấm nồng từ một chiếc lá bồ đề, một trái tim từ bi và một tấm lòng Phật Pháp luôn hướng về quê hương xứ sở. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn phóng sự được chúng tôi tổng hợp tư liệu từ các chùa gửi về trong chuyến hành trình của Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới tại Việt Nam. Ngày 9 tháng 3 năm 2009, tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đã có mặt tại cảng Đà Nẵng và được di chuyển đến ngôi chùa Quán Thế Âm, ngôi chùa đầu tiên trong chuyến hành trình của Phật Ngọc ở Việt Nam. Lễ đài được xây dựng đặc biệt từ thép và sợi thủy tinh để cung thỉnh Phật Ngọc tọa vị nơi tốt nhất. Chỉ trong vòng 3 ngày sau buổi lễ khai mạc, đã có hơn 150.000 người đến đảnh lễ và cầu nguyện. Ông bà Green, những người đã có công tôn tạo tượng Phật được khắc từ tảng ngọc thạch quý hiếm, đang đứng trong vòng yêu thương và biết ơn của những người dân cùng Phật tử tại Đà Nẵng. Họ tỏ lòng biết ơn vô bờ đối với ông bà Green, đã cho họ có được cơ hội chiêm bái Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Chính vì thế mà ông bà luôn được mọi người mang đến bầu không khí chan hòa, vui tươi khi cùng sinh hoạt tập thể, cùng hát, cùng cười, cùng nắm chặt tay nhau và cùng cầu nguyện. Tạm biệt vùng đất miền Trung yêu thương, cuộc hành trình của Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới bắt đầu nam tiến, hướng về phía đông, nơi tọa lạc ngôi chùa Đại Tùng Lâm, là một trong những ngôi chùa rộng, đẹp, với cảnh quan thiên nhiên tươi xanh, thoáng mát. Buổi lễ khai mạc đã diễn ra vào ngày 21 tháng 3 năm 2009. Trong 5 ngày tiếp theo, bất kể ngày đêm, người dân không ngừng đến chiêm bái và cầu nguyện. Tượng Phật Ngọc cũng đã được cẩn thận đặt lên lễ đài với ngập tràn muôn sắc hoa xinh tươi, bài trí đẹp mắt nhằm cung kính dâng lên đấng từ phụ. Số lượng người lên đến khoảng 300.000 người khiến cho chư tôn đức tăng ni và ông bà Ian Green cũng thấy hân hoan vì lòng tha thiết và tình yêu của người dân cũng như của quý Phật tử.